Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Game của mình. Thì trong video của các bạn, chúng ta sẽ có một thông báo mới nhất từ Keststar các bạn. Và cái thông báo này cực kỳ quan trọng nha. Cho nên là các bạn nếu mà xem video này, các bạn chưa đăng ký Keststar thì các bạn hãy lập tức đăng ký đi các bạn. Bởi vì sẽ có thông báo giảm tốc độ các bạn. Tuy nhiên sẽ được hoãn lại một ít thời gian thôi. Thế cho nên là từ bây giờ các bạn hãy lập tức đăng ký để mà đào ngay các bạn nha. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video các bạn, hoặc là bình luận đầu tiên đều có video hướng dẫn và đường link giới thiệu của mình. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vô cái app Keststar các bạn. Đây, cái app này nha. App này rất là ok luôn các bạn nha. Hiện bây giờ mình đang làm video về cái app này khá nhiều. Cho nên là các bạn hãy đào đi các bạn. Nó hoàn toàn miễn phí nha. Và đào tốc độ tính bằng giây các bạn, rất là ok luôn. Cho nên là các bạn không làm con này thì khá ổn. Và theo mình nghĩ thì cái đội phát triển của cái app này nó rất là giàu các bạn. Cho nên là các bạn đừng lo lắng ha. Rồi chúng ta hãy đi vào cái app. Và bắt đầu chúng ta hãy xem nha. Đây, nếu mà vô các bạn á, các bạn thấy là nó đạt là 499.055 thành viên rồi các bạn. Rồi thì khi nó đạt 500 thành viên thì sẽ như thế nào? Đây, khi nó đạt 500 thành viên thì 0.5 triệu đó các bạn, thì tốc độ nó sẽ giảm từ 0.5 xuống 0.2 các bạn. Thì lúc này á, các bạn sẽ kiếm được két rất là ít. Đó, nó giảm là hơn một nửa các bạn, cho nên là cái việc là các bạn kiếm đó là ít. Tuy nhiên, có một điều rất là may mắn các bạn. Một điều rất là may mắn nha. Đó chính là mới vừa có thông báo. Chúng ta hãy xem thông báo như thế nào nha. Đây, các bạn hãy xem nè. Time limited benefit for all user nè các bạn. Đó, chúng ta click vào đây. Chúng ta hãy xem nha. Rồi, thì mình cũng đã dịch sang tiếng Việt để chúng ta cùng tìm hiểu các bạn nha. Chúng ta dùng Google chúng ta dịch chế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nè. Đây, phần tiếng Anh ha. Phần tiếng Việt đó các bạn. Lợi ích có giới hạn thời gian cho tất cả người dùng. Lợi ích có giới hạn thời gian cho tất cả người dùng. Thông báo tạm thời trì hoãn việc giảm sản lượng két thứ hai. Như vậy là nếu nó giảm từ 0.5 xuống 0.2 á, 0.05 xuống 0.02 á, thì đây là đợt giảm thứ hai các bạn nha, chứ không phải là đợt giảm đầu tiên đâu. Tuy nhiên, có một thông báo thế này. Người dùng thân mến, với sự nỗ lực của đội ngũ chính thức và sự tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên trung thành đến từ hơn 200 quốc gia trên thế giới, kể từ khi chính thức vận hành phiên bản toàn cầu của Keststar, dữ liệu về các thành viên đang hoạt động liên tục tăng trưởng ổn định. Rất khủng khiếp các bạn nha. Có nghĩa là thành viên đăng ký vào Keststar tăng rất là mạnh. Đặc biệt trong những ngày gần đây, Keststar đã cho thấy sự phát triển bùng nổ trên toàn thế giới và sẽ sớm vượt qua mục tiêu nhỏ là 500.000 thành viên tích cực. Theo thống kê dữ liệu nền, chúng tôi hy vọng rằng thời khắc lịch sử này sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Đó, thì các bạn biết là nó đạt là 499.055 thành viên rồi các bạn. Chỉ còn 45 thành viên nữa thôi là nó tăng lên 500.000, lập tức giảm tốc độ. Theo các quy tắc đã thiết lập của trang sinh thái, sau khi các thành viên tích cực vượt quá 500.000, két sẽ phải đối mặt với việc giảm sản lượng đáng kể thứ hai trong lịch sử và so với mức giảm một nửa doanh thu của két sau lần giảm sản lượng đầu tiên. Sau lần giảm sản lượng thứ hai này, tỷ lệ khai thác két cơ bản sẽ trực tiếp giảm từ 0.05 két trên giây xuống còn 0.02 két trên giây, giảm 150 lần. Thì các bạn biết á, nó giảm trên giây các bạn nha. Két đào trên giây chứ không có tính bằng giờ, cho nên là nó giảm nhiều lắm các bạn. Điều này có nghĩa là sau lần giảm sản lượng thứ hai, độ khó khai thác hàng ngày của két sẽ tăng lên đáng kể và sản lượng của két sẽ giảm đáng kể. Bởi vì tính bằng giây cho nên là giảm cực kỳ nhiều. Sau khi tốc độ cơ bản bị giảm, tỷ lệ tổ đội được tính toán dựa trên tốc độ cơ bản cũng sẽ đồng bộ giảm xuống.
Điều này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến thu nhập hàng ngày của mọi thành viên. Để cảm ơn tất cả các thành viên vì tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện dành cho chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên mới gia nhập Kestar trong giai đoạn phát triển bùng nổ gần đây được hưởng mức lợi nhuận và lợi nhuận cao hơn. Sau nhiều lần nghiên cứu của nhóm sáng lập, chúng tôi đã cẩn thận quyết định tạm thời lùi ngày có hiệu lực của đợt giảm két thứ hai. Đây, chúng ta hãy xem quy định của nó này. Các quy định cụ thể như sau. 1. Ngày cắt giảm sản xuất chính thức thứ hai sẽ được hoãn lại đến 12 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2022 giờ Singapore trưa ngày Halloween. Đó, như vậy là đến khi nào các bạn? Đến ngày 1 tháng 11, 12 giờ trưa ngày Singapore. Thì Singapore đi trước của mình tầm khoảng 1-2 tiếng đồng hồ các bạn. Thì khoảng tầm 10 giờ trưa ngày 1 tháng 1 của mình á thì bắt đầu giảm nha. Cho nên là các bạn cần phải đăng ký trước, các bạn đào 5-6 ngày nó tăng tốc độ nhanh lắm các bạn. 2. Sau khi thành viên vượt quá 500.000, tỷ lệ cơ bản tương ứng tạm thời không thay đổi, vẫn là 0,05 két trên giây. Công thức tính tỷ lệ nhóm tương ứng và hoạt động nhân đôi doanh thu có giới hạn thời gian hiện tại của nhóm vẫn không thay đổi. Số 3. Số lần giảm sản lượng chính thức thứ hai, tỷ lệ cơ bản sẽ giảm xuống còn 0,02 két trên giây và công thức tính tỷ lệ đội tương ứng sẽ không thay đổi. Tức là sao các bạn? Tức là cái tỷ lệ cơ bản này giảm nhưng mà cái tốc độ mà đào nhóm tăng gấp đôi á, trong cái sự kiện đến ngày 10 tháng 11 của các bạn thì nó không đổi nha. Không đổi, có vẫn tăng gấp đôi đến ngày 10 tháng 11. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ và cống hiến, và cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi sẽ phục vụ bất kỳ thành viên nào ủng hộ chúng tôi và nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng mục tiêu đạt được đúng thời hạn hoặc trước thời hạn. Hãy tiếp tục cùng nhau nỗ lực vì thành công chung và cùng đón chờ khoảnh khắc chiến thắng cùng tất cả các bạn. Kestar Down 27 tháng 10 năm 2022. Rất là tuyệt vời các bạn. Như vậy nó lại một lần nữa nó cho chúng ta không giảm tốc độ cho đến ngày 1 tháng 11 các bạn. Cho nên các bạn hãy tranh thủ đăng ký ngay nếu như các bạn thấy video này. Bởi vì hiện giờ nó đang có một sự kiện rất là to các bạn. Đó chính là nó bỏ ra 1 triệu la để nó mua lại số két của chúng ta với giá là 0,01 đô la một két các bạn nha. Rất là cao. Rất là cao. Như vậy, nếu như các bạn không đào app này thì rất là uổng, bởi vì app này mình làm video khá nhiều các bạn nha. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên mình đã để hết rồi, các bạn làm theo là được. Rất là dễ dàng. Và các bạn biết nó cũng đang cho tăng tốc độ đào của nhóm các bạn nha. Với 1 triệu đô la bỏ ra mua lại á, thì các bạn phải biết rằng là nó cũng có điều kiện là bắt buộc bạn phải có 10 thành viên đang hoạt động tích cực các bạn nha. Từ đây cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ha, chúng ta còn khoảng hơn 2 tháng mấy ngày nữa để chúng ta đào. Với tốc độ là khá là ngon. Cho nên là các bạn hãy cố gắng làm ngay nha các bạn nha. Thì cách đăng ký rất là dễ dàng, có video hướng dẫn rồi, các bạn làm theo là được. Rồi, thì mình nghĩ là thông tin này rất là tuyệt vời cho các bạn và rất là rõ ràng cho các bạn rồi. Còn nếu các bạn không làm nữa, các bạn hối hận như con Renet nữa thì mình cũng không biết làm sao. Ha, chúng ta phải đào các bạn, đào đến khi nào mà cảm thấy có hiệu quả tốt thì chúng ta chắc chắn là chúng ta có nhiều. Còn bây giờ các bạn để mà chờ nó ngon rồi mới đào thì không có đâu các bạn ơi. Các bạn biết rằng rất là nhiều app ra, nhưng làm sao biết được app nào ngon các bạn? Khó lắm, trừ khi là chúng ta biết được cái đội phát triển của nó là nó có cái gốc tích từ đâu và chúng ta đoán là chúng ta làm thôi. Tuy nhiên, để tốt nhất á, thì mình giới thiệu cái nào các bạn làm cái đó đi. Ha. Dù gì á, trong kênh YouTube của mình cũng đã giới thiệu các bạn ăn được nhiều con rồi. Con Star, con Renet rồi, con Time Stop rồi. Phải không? Và những cái con lặt vặt khác nữa các bạn cũng đã ăn được rồi. Thì tiếp tục làm cái này cũng đâu có gì là quá muộn đâu. Các bạn hãy làm nha. Và mình cũng đã cho các bạn về cái lộ trình của nó rồi ha. Cái lộ trình của nó là đến năm 2026 thì phải các bạn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà đào nha. Rồi, bạn nào không tuyển rep được vẫn đào bình thường các bạn nha.
chúng ta không tham dự sự kiện nhưng chúng ta có thể tham dự vào khi nó lên sàn các bạn nha, vẫn bán bình thường. Cho nên là các bạn nói rằng là phải tiền đếm mới đào, không có, đào bình thường ai cũng đào được nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi có thông tin mới, có cập nhật mới thì các bạn kịp thời theo dõi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại video sau.